Học sinh hỏi: đối với người không hẳn là Phật tử thì nên học tập cách nhẫn chịu những sự đau khổ do người thân và bạn bè chung quanh họ gây ra như thế nào? Hòa thượng, khổ cái gì? Giống như con thích anh chàng đó nhưng anh ta không chấp nhận tình con. Tất cả đều là thử thách. Con xem con sẽ làm sao, xem tôi sẽ làm sao, xem họ sẽ làm sao. Đối diện mà không biết, phải luyện lại từ đầu. Nên thật lòng tự nhận lỗi của mình trong mỗi tình huống khó xử, chứ đừng nói lỗi của người khác. Nếu chúng ta thật tâm nhận mình sai quấy thì đâu cần lo chi đến chuyện người khác đúng hay không đúng. Vì họ sai tức là mình sai, họ không đúng tức là mình không đúng, đồng thể gọi là đại bi. Chúng ta thường nên có tâm đại từ với người không có duyên với mình. Đồng thể là tấm lòng đại bi. Đối với bất cứ ai, mình cũng đều đối đãi với tấm lòng từ bi. Được như vậy thì đâu còn vấn đề gì nữa.